Rồi bữa nay mình giới thiệu cho anh em cái món ăn có lắp đậy ha. Cái món này sử dụng cho gà đá nha anh em, xài cho chuồng vuông ha. Cái này mình móc ở ngoài chuồng xong rồi mình đổ thức ăn vào, con gà nó đứng ở trong chuồng thì nó sẽ đút cái đầu đây để nó ăn. Thì hiện tại cái món mình đã làm cái lỗ bự rồi anh em, so với những cái món đợt trước ha. Tại vì có nhiều anh em xài thì nó con gà mồng lái nó không có đút cái đầu nó ăn được, nên là mình làm cái lỗ bự rồi. Ok, hàng thì cũng nhựa cũng chất lượng như đợt đầu nha anh em. Anh em đã xài hàng của bên mình rồi thì cũng hiểu chất lượng ha. Cái này có nắp rất là tiện lợi, thì thí dụ anh em để cái lồng mà lỡ nó có bị mưa mà mưa nhỏ thì nó không có rớt mưa vô được ha, mình cũng yên tâm một phần. Còn mưa lớn thì phải chịu nha anh em. Có nhiều anh em nói hỏi mưa lớn nó dột vô không, thì nó phải dột rồi, mưa lớn thì cỡ nào nó cũng dột ha. Rồi thì giá thì không đổi nha anh em, vẫn như cũ ha. Giá anh em cập nhật trên cái bài đăng Facebook giùm mình nha. Rồi ok, hôm nay quay lại cho anh em coi cái mẫu cải tiến ha, là cái lỗ sau này nó bự hơn thôi. Rồi ok, anh em có nhu cầu thì cứ liên hệ với mình hoặc là inbox trực tiếp ở trong phần tin nhắn Messenger ha. Rồi mình sẽ gửi báo giá cho anh em và gửi hàng ship code tận nhà cho anh em luôn. Cảm ơn anh em đã xem video của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh em nha.